Vô WhatsApp, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Đấy. Và hôm nay là sẽ làm một cái video review về cái bộ cái dàn PC của mình nha mọi người. Và cái dàn PC này là cái góc làm việc của mình. Đấy. Như mọi người cũng đã thấy rằng sau lưng mình đây đó chính là một cái dàn PC của mình. Bây giờ mình sẽ tiến gần lại và quay cho mọi người cùng xem nha. Đấy. Bộ PC này là mình mua với giá là hơn 15 triệu mọi người ạ. Đấy. Và trong này thì rất là đẹp luôn. Đấy, đầy đủ đèn led đồ và cấu hình rất là cao nha mọi người. Và bên cạnh đây là cũng có thêm một dàn PC nữa nè mọi người ạ. Đây là PC của mình. Đây là cái màn hình 27 inch nha mọi người. Hai cái màn hình này và màn hình này đều là 27 inch. Đấy. Thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu công việc rồi. Mình chỉ review sơ qua về cái dàn máy tính này cho mọi người cùng xem thôi. Video lần sau thì mình sẽ review kỹ hơn và nói rõ hơn về cấu hình cho mọi người biết nha. Đấy. Và mọi người có thể là mua máy tính và dựa vào cái nhu cầu mà mọi người mua cho phù hợp nha mọi người. Đấy. Như mình thì nhu cầu mình sử dụng máy tính nó cao cho nên là mình cần những cái loại PC nó cấu hình nó phù hợp với là cái nhu cầu của mình cho mọi người. Đấy. Thì bộ này là bộ nó thẳng luôn cho mọi người, nó rõ luôn cho mọi người biết là bộ này là bộ Xeon V4 nha mọi người. Và bộ này cũng là Xeon V4 luôn. Và hai bộ cộng lại là hơn 30 triệu nha mọi người. 30 triệu, hơn 30 triệu một tí. Đấy. Và theo như mình đánh giá thì nếu mà mọi người mà công việc mọi người mà để mà làm video hay là sửa ảnh đồ thì mọi người nên mua nhờ những cái phân khúc từ 10 triệu trở lên thì nó sẽ ok hơn là mọi người mua những cái loại máy tính dưới 10 triệu thì nó không có phục vụ được, không có đảm bảo được cái nhu cầu công việc của mình đó mọi người ạ. Nó rất là chậm luôn đấy. Thì trên đây là những cái chia sẻ, cái tâm sự của mình về cái kiến thức của máy tính đấy, thì mọi người có thể là tham khảo thêm đấy. Còn nếu mà mua thì mọi người nên mua những cái loại phân khúc là trên 10 triệu thì nó sẽ ok hơn nha mọi người. Rồi ok, bây giờ thì mình bắt đầu công việc đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau nha. Nếu mọi người cảm thấy video này hay thú vị thì đừng quên để lại cho mình một like, một share để ủng hộ cho mình làm những video sau nó sẽ hay và hấp dẫn hơn. Và nếu mọi người mà có ý kiến gì về những sản phẩm, những cái video mình làm ra thì vui lòng để lại comment thì mình sẽ cố gắng làm theo ý của mọi người nha. Đấy, bây giờ thì xin chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau nha. Bye bye.